Vũ Linh Hồng Hoàng Mini EV. Hoàng Mini EV khai mở phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam. Là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi liên doanh của General Motors. Ô tô điện mini bán chạy nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp. Thiết kế nhỏ gọn, cơ động. Đường nét sắc sảo. Sắc màu thời trang. Tiện nghi, hữu dụng cho mọi hành trình. Sạc điện dễ dàng mọi nơi với nguồn điện dân dụng tiếp địa. Chi phí sạc điện tiết kiệm chỉ bằng 70% chi phí đổ xăng xe máy phổ thông. An tâm trọn vẹn với chính sách bảo hành tốt hàng đầu thị trường. Vận hành chắc chắn. Thân thiện môi trường. Không gian 4 chỗ tiện nghi. An tâm trên mọi hành trình. Hồng Hoàng Mini EV đạt chứng nhận an toàn cấp bởi CNAS khi vượt qua các hạng mục kiểm tra, bảo vệ hành khách khi ô tô va chạm trực diện và yêu cầu an toàn đối với xe điện sau va chạm. Vũ Linh Hồng Hoàng Mini EV, ô tô điện mini trong tầm tay.